Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nha. Hôm nay mình sẽ tưới phân cho cây hồ điệp để cho cây hồ điệp bổ sung thêm diệp lục tố, phát triển đỉnh ngọn và lá nó cứng, nó không bị ủ rũ, không bị quẹo á mọi người. Đó. Thì hôm nay mình quay video ở dàn lan dưới cho nên nó có ánh sáng xanh nha. Cây này là cây hồ điệp mình trồng theo kiểu bán thủy canh. Giá thể thì bằng đất nung và mình cho vào cái chậu bán thủy canh mình mới lôi ra này, giống bên đây nè mọi người đó. Thì cái này mình mới lôi ra để mình tưới phân. Xíu nữa mình tưới phân xong mình lại bỏ vô. Lúc mình trồng mình mua trên mạng về mình trồng thì nó mới nhú nhú hai cái vòi hoa thôi. Và bây giờ nó vẫn phát triển bình thường. Trồng theo kiểu này, cây này mình có chia sẻ video cách trồng nha mọi người. Mình trồng theo kiểu này là mình phải cắt, mình nói chung mình phải lôi hết sạch dớn ra, mình rửa thật sạch đi và sát khuẩn đi và mình trồng thì cái vòi hoa nó vẫn phát triển bình thường và không hề bị rụng một cái nụ nào. Nói chung là lúc mình mua về là vòi hoa nó mới chỉ nhú khoảng 2-3 phân thôi mà bây giờ nó mình không biết hoa gì luôn đó mọi người. Ý là mình không biết hồ điệp này bông màu gì luôn á. Hy vọng nó nở ra bông sẽ đẹp và không bị hư một cái lá nào hết. Trồng theo kiểu bán thủy canh này thì cây phát triển rất là tốt. Mấy cái chậu bán thủy canh mình đều phát triển rất là tốt nha mọi người. Cái chậu bên đó đây này là cái cây này là mình trồng, bữa mình trồng nó bị hư xong mình đưa vô đây mình trồng nó. Giờ rẽ ra rất là đẹp luôn, rẽ nó đã ăn vô chậu rồi. Lá đó phát triển đỉnh ngọn đó mọi người, tức là cái lá nó vẫn đi tiếp nè mọi người. Trồng hồ điệp mà mình tưới phân đầy đủ á, là cái lá nó, lá ngọn nó ra liên tục giống vậy này mọi người. Cứ lá ngọn này lại tới lá ngọn kia nó ra liên tục luôn. Thì đó, lá ngọn nó ra liên tục thì nó nhiều nách lá nhiều thì hoa sẽ nhiều, tại vì hồ điệp là hoa nó ra ở nách lá mà. Đó, mình trồng hồ điệp theo nhiều kiểu lắm mọi người, bán thủy canh tức là trồng lan nước bằng nước luôn nha, và trồng thường và trồng bằng đất nung và trồng, nói chung mình trồng 4-5 kiểu luôn, kiểu nào mình cũng thử hết đó mọi người, tất cả mọi kiểu mình đều thử. Thì mình sẽ xem là cách nào thì nó phát triển tốt nhất, nhưng mà mình thấy cái loại này, cái này hay đó mọi người. Thì trồng theo kiểu này thì 2 ngày mình mới tưới một lần, nước thì nó giống vậy này mọi người, nó bốc hơi lên nhá, vì đây là bộ rễ mình mới trồng thì nó chưa ăn xuống được tới cái chỗ nước đâu. Còn rễ khi nó đã đi ăn xuống rồi, nó quen từ từ thì nó sẽ quen thôi. Vậy thì hôm nay mình sẽ tưới phân súp bơ ma nhê nha mọi người. Mọi người có thể chụp lại màn hình và đi mua giống vậy nha. Thì liều lượng thì cái này người ta cũng có hướng dẫn sử dụng nè, 1g cho 1 lít nước nè, 1 tuần 1 đến 2 tuần phun 1 lần, thì 1 tháng mình phun 2 lần thôi mọi người. Vì ngoài phun những cái bổ sung thêm những cái chất này thì mình cũng phun thêm mọi thứ khác, phân khác. Cứ 1 tuần mình phun phân 1 lần. Ví dụ tuần này mình phun super manhê thì tuần sau mình lại NPK. Tuần sau nữa thì mình lại ví dụ như thế là Hùng Nguyễn cũng được mọi người, xen kẽ nhau vậy đó. Canxi và Cambi Nhật. Rồi 2 tuần mình lại phải phun nano bạc một lần để phòng bệnh cho nó, vì mùa này cây rất hay bị bệnh. Nano bạc thì vừa phòng bệnh vừa sát khuẩn rất là tốt. Cây thì phát triển rất là đều, lá cân đối đẹp. Cái này mình mua một cốc trên mạng đó mọi người, người ta trồng bằng cái cốc nhỏ xíu à. Thấy hay hay mình mua nhưng mà không biết hoa màu gì, nhưng cái nụ nó lại, nói chung là mình không biết hoa màu gì đâu. Rồi hôm nay mình sẽ tưới super manhê và mình sẽ pha thêm, mình pha 1g 1 lít nước và mình sẽ pha thêm 5 giọt 1 lít nước nữa nha mọi người. Hai cái super manhê mình kết hợp với B1 đi, để cho nó kết hợp kích rễ luôn. B1 để nó tiêu hóa phân nhanh hơn đó mọi người. Mình sẽ kết hợp super manhê và B1 nhá. Hôm nay mình sẽ tưới, mình đã phân thì mình đã pha sẵn rồi. Và bây giờ mà mình mời mọi người tưới phân cùng mình nhá. Rồi.
Các bạn pha phân thì quậy cho thật đều lên, lắc cho thật kỹ lên, xong mình mới tưới nhá các bạn nhá. Tưới đẫm từ gốc tới ngọn. Và mình nên nó né cái nụ này ra nhá, né trên cái nụ thôi, chứ còn cái ngọn hoa thì vẫn bình thường, né trên cái đầu cái nụ thôi. Và trước khi tưới phân thì các bạn nên tưới xả sơ qua nước nhá. Hôm nay mình đã tưới xả sơ qua nước rồi, bây giờ mình sẽ tưới phân. Và các bạn xả sơ qua thì để cho nước ráo từ 15 đến 20 phút nhá. Tốt nhất là các bạn nên tưới phân vào sáng sớm. Đó. Rồi bây giờ mình tưới nè các bạn. Này, tưới đẫm bộ gốc nha các bạn, phân bón lá nhưng tưới đẫm bộ gốc nha. Bên đây cũng vậy các bạn. Các bạn thấy cái chậu này không? Cái chậu này bộ rễ rất là khỏe luôn nè. Cái này mình trồng theo kiểu trực tiếp, đất nung trực tiếp thôi, mình chỉ cho một xíu nước thôi, khi nào mà mấy ngày mình mới tưới cho nó một lần. Đó, nước chỉ có một xíu xíu ở dưới thôi các bạn. Đất nung thì lỗ nó thoáng khí rất là tốt, cho nên là rất là tốt luôn. Bên đây nó rẽ ra rất là khỏe luôn đó mọi người. Tưới đẫm trong gốc cho rễ nó phát triển tốt nha mọi người. Cái này thì được 3 lá, mình tưới ít bữa nữa lá nó sẽ lên thêm nè mọi người. Cây này là tưởng là ngoẻo luôn rồi đó, mình trồng, mình đưa vô cái bình này mình trồng nè. Rễ nè. Cái này dễ lắm, cục đất nung to này thì mình nghiêng cái bình đi, mình giữ nghiêng thôi, mình giữ cái đầu này này, mình chắc nước ra là nước nó chảy ra, nó không ảnh hưởng gì hết nha. Các bạn thấy rẽ nó đi không? Đi rẽ bình thường. Thường là những cây yếu mình trồng lại, mình sẽ đưa vô trồng thử nghiệm theo kiểu này mọi người ơi. Thì dĩ nhiên là có thất bại mới có thành công chứ, không có thất bại sao thành công được. Thử nghiệm tất cả luôn. Mấy cái chậu này thì mình cũng hay làm video rồi, mình chỉ cập nhật lại tình hình mỗi khi mình tưới phân cho mọi người được biết thôi nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình nhé. Chúc mọi người luôn thành công với những đam mê.